Nguyễn Khôi xin kính chào tất cả quý khán giả. Thưa quý vị, bây giờ là chương trình đọc báo vẻ và xin chào anh Hồng Tuấn. Xin chào anh Nguyễn Khôi và xin kính chào tất cả quý vị. Thưa quý vị, trong chương trình lần trước thì chúng tôi có nói về cái chuyện mà đường cờ Tổ quốc đó. Thì Hoàng Tuấn quên một cái yếu tố nữa. Nhưng hôm nay tôi mới nhớ lại là như thế này. Khi mà mình treo cờ, gọi là đường cờ Tổ quốc để mà nâng cao tinh thần yêu nước, rồi ý thức, trách nhiệm, tự hào về, về Tổ quốc á. Thì chúng tôi đề nghị là, tại vì chúng tôi có hay lên YouTube ra. Xem những cái video clip mà người ta quay những vùng Tây Bắc đó, là chúng tôi mới thấy được cái cảnh ở vùng Tây Bắc. Và hôm trước thì chúng ta có đọc bài báo là 91 em học sinh mà ăn hai cái giò lụa đó. Đó thì chúng tôi, và ở cái vùng đó có khi người ta về đời sống nó nghèo ra, người ta phải chạy qua bên Trung Quốc á, người ta làm thuê làm mướn. Nhưng mà bây giờ thì đời sống nó khó khăn, bây giờ người ta muốn, thưa quý vị, dưới cái sự lãnh đạo tài tình của đảng đó, và đời sống được nâng cao đó, người ta muốn sang bên kia để người ta làm mướn, mà nó không mướn nữa, rất là vất vả. Thì chúng tôi nghĩ là chúng ta phải nên treo cờ Tổ quốc ở những cái vùng đó để nâng cao tinh thần của người dân, bởi vì tinh thần người dân nó xuống quá. Người ta, trời ơi, bây giờ qua bên kia làm mướn, đi làm mướn mà nó không mướn nữa, mà nó không mướn nữa. Bây giờ nó coi như là thay vì mình sống ngay tại đất nước của mình, mình được sự chăm sóc của chính quyền địa phương, của đảng và nhà nước để mà có một cuộc sống ấm no hạnh phúc. Bởi vì quý vị thấy khi viết đơn mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc, ngay từ cái lúc mà đói rách cố làm phải viết như vậy rồi thì đó là hạnh phúc. Thì bây giờ mình phải về vấn đề tinh thần, mình phải treo cờ đó để cho 91 em học sinh khi mà nó ăn có hai cái giò lụa với một chảo rau cải, khi nó ăn nó nghe cái mùi thơm, nó nhìn đường lá cờ Tổ quốc đó, thì tinh thần nó lên, nó phấn chấn lên, nó ăn ngon hơn. Và những người mà bây giờ không được qua biên giới để làm mướn đó, người ta cũng cảm thấy vui, tự hào, bởi vì mình đi với đường cờ Tổ quốc, như thế thì nó hay hơn. Chứ mình đừng lựa cái chỗ mà đường xá sạch sẽ, nhà cửa đàng hoàng, mình treo lá cờ Tổ quốc thì... những cái khu, thưa quý vị, những cái khu á mà dân cư khá, có tiền có bạc, nhà cửa đàng hoàng, nhà cao cửa rộng á, thì không cần đường cờ Tổ quốc nó cũng tự hào như thường. Rồi, đồng ý chưa? Rồi xong. Anh thấy tôi, rồi. Anh thấy tôi có thể làm tuyên giáo được không? Tôi đáng nghe anh phải làm cái nghề đó từ lâu rồi, nhưng mà tôi nói thật với anh đó, nếu mà anh làm nghề tuyên giáo đó, chừng 5 năm thôi thì anh không còn ngồi đây với tôi nữa. Lý do? Anh đã có một cái hộp nhốt lên trong đó là thêm một tuyên giáo vào tù là hơi nhiều rồi. Đảng ăn cái gì đảng cũng ăn cả. Có nhiều chỗ ăn cũng được, dù sao đi chăng nữa, thí dụ như ăn mà người ta mang, người ta bỏ tiền đô la triệu này triệu kia, người ta bỏ vào vali, người ta mang đến nhà sắp số hai, người ta mang đến nhà, người ta trịnh trọng, người ta đưa cho mình, cái đó ít nhất là về vấn đề mà bên ngoài đó thì có cũng được đi. Còn có những cái chỗ mà ăn người ta linh thiêng mà cũng nhào vào mà kiếm ăn, thì tôi cũng hiểu làm sao. Báo VN Express, thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra tiền công đức ở các di tích. Thành phố sẽ kiểm tra việc quản lý tiền công đức tài trợ năm 2023 tại các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn để bảo đảm sự minh bạch, tạo niềm tin cho cộng đồng. Trong kế hoạch ban hành ngày 22 tháng 2, chính quyền thành phố cho biết việc kiểm tra giúp chủ sở hữu nha, mấy người chủ sở hữu đó nha, hoặc phía được giao quản lý di tích minh bạch tiền công đức tài trợ, tạo niềm tin và đem lại lợi ích chung cho cộng đồng. Nói tới đây thì mình phải hiểu hai cái điểm. Thứ nhất là làm cái gì là cũng ăn cả, ngay cả những chỗ công đức, nói thẳng là những chùa chiền hoặc là những cái nơi người ta đến, ta mà đáng thì công đức thì người ta phải đến những cái nơi đó chứ. Công đức là chứ bị anh mở cái một cái vớ vẩn, cái công viên hay là gì mà bỏ hết mà đồng tiền vào, để cái đó cũng là việc chung, có ai công đức người ta bỏ tiền vào đó không? Nhưng mà mấy cái đền thờ chùa chiền là nhà nước có xây không? Thì có khi nhà nước xây không? Thì nhà nước mà, nhà nước gọi là có giúp đỡ trong đó đã vậy, có giờ kiểm soát hơn công đức luôn. Nhưng mà cái gì đấy không ăn cả, tại sao vậy nhỉ? Mà bây giờ cái lẽ bây giờ tôi không hiểu sao nữa, tại vì những cái hình ảnh cho thấy rất nhiều người đến viếng, rồi đến xin này kia, cầu nguyện rồi này kia ở các đền đại chùa rồi này kia, hình ảnh rất, người ta rất là trân trọng, người ta gì mà người ta nghĩ đến cái chuyện mà bây giờ tha đừng nói gì thôi, thì người ta nghĩ rằng người ta tiền công đức,
người ta sẽ bỏ vào để thì đối với tâm lòng của người ta để cúng cho chùa, để cúng cho Phật, để là cúng cho Chúa, để làm việc thiện, để làm chuyện này kia, thì người ta sẽ sẵn sàng người ta làm tốt phải không ạ? Người ta uống nhiều ạ, còn ta mà cúng cho đảng nó biết không? Tôi bảo đảm khi mà bây giờ mà nhà nước mà nhúng tay vô nó chả ai bỏ thì cũng biết nó có hay không, còn hay không, chưa tới chùa, tới nhà thờ, chưa tới đền miếu là nhà nước là sơ láng rồi. Mà nhà nước là nổi tiếng về cái ngành ăn chia. Thí dụ bây giờ tôi nói thí dụ bình chùa, thí dụ một ngôi chùa đi, nếu là trân trọng nha, người ta cũng nước người ta bảo thí dụ một chùa thu được, thí dụ tôi nói thí dụ một tháng 1 triệu đồng, thì tại không biết tiền Việt Nam như nào, không quan tính 1 triệu đồng, thì người ta nghĩ là sư sẽ dùng cái số tiền đó, người ta nghĩ ta tin là như vậy để làm công việc công đức rồi duy trì những cái từ thiện. Còn nếu mà bây giờ để cho nhà nước mà nhúng tay vào cái vụ này sẽ chia, và chia sẽ có phần trăm, và chia sẽ có chia là cất vào thế nào cũng vậy. Nhưng anh nói ăn chia là không đúng anh. Sao? Anh nói oan cho nhà nước, nhà nước ăn chặn. Ăn chia là yêu quá. Thế sao những cái chuyện này mà mỗi khu công việc gì làm nữa sao hay thấy tức là kiếm ăn được là nhà vô là không còn biết cái thể diện, không còn biết cái danh dự gì. Thì anh nói nhà nước cái gì cũng ăn ha. Yeah. Nhưng mà có một cái thứ nhà nước không bao giờ ăn. Ăn gì? Ăn năn. Rồi bây giờ nó có cái chuyện con gà đi lạc. Gà sao đi lạc là sao? Đây, con gà đi lạc đây. Báo Tuổi Trẻ, gà giống nông thôn mới đi lạc vào nhà chị dâu của chủ tịch xã. Gà giống mà đi lạc vào không? Gà giống đi lạc. Lý do như thế này, chuyện này xảy ra ở Quảng Nam, Đà Nẵng. Trời ơi, tội quá. Đây, thanh tra kết luận tất cả 10 hộ dân nhận gà giống trong chương trình nông thôn mới đều sai đối tượng. Chưa đủ điều kiện hoặc là không đúng với phương án phê duyệt ban đầu. Thì ngày 16 tháng 2, thanh tra huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam cho biết đã có kết luận thanh tra dự án liên kết nuôi gà lấy thịt tại xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức. Và những cái đối tượng mà được nhận gà đó là họ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, dân tộc thiểu số, người có công với cách mạng, người khuyết tật. À, thì khi mà người ta xem lại thì có 10 hộ dân tại xã này được cấp 3.300 con gà giống. Wow, nha. Nhiều đó nha. Tổng vốn đầu tư hơn 144 triệu đồng. Và người ta xét là ủa thì những đối tượng này nó không có đúng. trong đó có đối tượng không đúng đó là bà Nguyễn Thị Hiền, chị dâu của Nguyễn Hữu Sơn, chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Lâm. Thanh tra xác định bà này không thuộc đối tượng ưu tiên tham gia dự án. Đồng thời hộ bà Hiền không có quỹ đất để làm chuồng trại. Không có đất luôn. Không có đất. Nhưng, thì, nhưng mà người dân người ta nói chứ gà giống mà nó đi vô nhà của em chồng làm chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, thì giống đi lạc vào nhà bà này là hợp lý, đúng quy trình chứ đâu có sao. Thưa quý vị, cái chuyện mà đưa gà giống cho người dân nghèo, tức là thay vì ở Việt Nam có câu là thay vì cho người ta con cá thì cho người ta cái cần câu, phải không? À, thì điều đó rất là tốt. Nhưng mà thưa quý vị, cái chuyện nó đơn giản như vậy thôi. À, mà quý vị biết ở miền Trung, mà miền Trung thì đất đai nó không có nhiều, quê Quảng Nam chúng tôi biết. À, nhưng mà bây giờ đó là bà này là bà chị dâu có mấy ngàn con gà giống để giúp cho người dân hộ cận nghèo thoát nghèo đó, mà bây giờ nó cũng đi lạc của nhà của bà chị dâu của ông chủ tịch xã là chúng tôi không hiểu luôn. Nó là con gà đó, gà mà nó cũng biết như là con này nó quán gà là bị quán gà, thay vì hộ dân đi vô nhà bà chị dâu, thay vì hộ dân mà đúng chuẩn thì đi lạc chỗ. Báo Người Lao Động, Bộ Công an nói rằng là sẽ bỏ hạng giấy phép lái xe A4 gộp hạng B1 và B2 thành hạng B. Cái bộ này tôi thấy cái bộ công an, cái bộ hành dân đủ thứ mọi loại giấy tờ, từ hộ khẩu, hết bỏ hộ khẩu rồi chuyển sang làm chứng minh nhân dân 4-5 kỳ khác nhau, cứ thay đổi liên tục là dân đã rất là khổ sở rồi. Bây giờ lại đến bằng lái xe nữa. Sao, tại sao họ không làm? Tại sao họ không có đầu óc, họ không tính toán, họ suy nghĩ, họ đâu ra đó họ làm một lần cho dân được nhờ, mà cứ thay đổi xoành xoạch như thế này làm sao? Anh biết mỗi lần mà làm là giấy tờ nó rất là khổ. Làm nhiều ăn nhiều là biết ăn ít. Anh không nghe ngày xưa ông bà nói là
Làm nhiều ăn nhiều, làm ít ăn ít. Thì phải làm nhiều mới ăn được nhiều chứ. Sức khổ nhỉ. cái gì cũng kiếm cách để mà làm cho dân phải khổ, làm cho dân phải lo lắng, làm dân phải tốn tiền, là cái cớ để cho công an lại kiếm được tiền. Như thế người ta mới nhớ tới công an anh ạ. Trong dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, an toàn giao thông đường bộ nhưng mà không có an toàn trong cái tâm trí của mình, sống với một cái đất nước như thế này, cứ thay đổi xanh xanh như thế này, giấy tờ nó thay đổi xanh xanh. Mà quý vị cũng biết rồi, công an nói mà không nghe là chết, phải không ạ? Công an bảo thay là thay, bảo đổi là đổi, mà bảo thế là thế, mà bảo gộp là gộp thôi. Cứ nay đổi thì thế này, mai đổi như thế kia, giấy tờ rất là khổ cho người dân. Nên là chuyện công an giờ tới chuyện y tế nè. Chúng tôi có một bài báo là Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng đã mổ nhầm bệnh nhân vì đọc kết quả X quang của một bệnh nhân khác. Thì cái chuyện xảy ra là ngày 21 tháng 2 tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, thì có một người bệnh nhân để trị bệnh ở đó. Thì sau đó bác sĩ yêu cầu là ông này đi chụp X quang. Sau khi nhận kết quả thì bác sĩ thông báo là trong bụng ông nó có một cái sợi dây ống, và ông phải làm thủ tục mổ nội soi để lấy cái sợi dây này ra. Thì ông này cũng rất là ngạc nhiên, bởi vì ông cũng trước đi là ông mổ thận và tái khám hàng năm, không thể nào tự nhiên có cái ống ở trong bụng. Tuy nhiên sau khi tư vấn của bác sĩ thì ông tin bác sĩ mà. Là từ ống này biết từ đâu nó ra mà thôi đi mổ. Thì cuối cùng là hai vợ chồng ông đồng ý mổ rồi sau để lấy dị vật là ống nhựa trong bụng ra. Nhưng mổ ra thì không có ống nhựa. Là bị chụp cái bụng của người khác. Thưa quý vị, đây là cái việc rất tai nạn nghề nghiệp, nhưng mà nó nguy hiểm lắm, rất là nguy hiểm. Chúng tôi không phải là chuyên môn về ngành bên y tế, nhưng mà dĩ nhiên là bệnh viện người ta phải liên lạc với gia đình ông để gửi lời xin lỗi, thăm hỏi sức khỏe, cũng như cam kết là hoàn trả viện phí chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân bị mổ nhầm. Chúng tôi không biết Việt Nam ta làm như thế nào, như ở Mỹ này đó, thì thưa quý vị chỉ đi xét nghiệm thôi, đi vô cái phòng lab đó, thì người ta rất là kỹ. Ví dụ như xin lỗi đi thử nước tiểu thôi, thì người ta lấy một cái ống á, người ta dán tên một vật vô trong đó, rồi có những cái trường hợp là người ta đeo lên cả tay của mình nữa. Và người ta cứ hỏi đi hỏi lại để không có nhầm. Đấy là chỉ là thử nước tiểu, rất là quan trọng, rất là quan trọng. Mà chúng tôi không hiểu tại sao mà cái này mổ nhầm. Mà may là cái này là để mổ lấy cái ống, mổ ra không thấy ống thì thôi, thì thôi thì may lại thôi. như quần áo vậy đó. Nhưng mà trong rồi khi mà cái bài báo này nó có liên quan một bài báo khác, có cái tựa thôi, chúng tôi không có đọc, bệnh nhân khiếu nại vì cho rằng mổ nhầm từ gan sang ruột. Nữa. Thì nhân cái chuyện này chúng tôi có xem ở trên Facebook á, người ta chỉ hay đưa một cái đoạn TikTok rồi này kia, thì có một cái cô y tá, ông kia ông đi ra, ông đưa cô y tá, nói cô bác sĩ ghi cho tôi bốn chữ này là cái gì vậy. Trời ơi, ông phải đi qua phòng mổ gấp, kinh rất là nguy hiểm nha. Cái chữ là chữ R, chữ L, chữ T, chữ H. Bác sĩ nói ông là ruột lòi tới hán. Anh này sang mạch chạy cho qua phòng mổ. Ông mổ chạy qua sao mà chạy qua lại đây nữa, không chỉ đi phòng mổ. Dạ thưa, con lại chị, con lại bà. Dạ, con bị rối loạn tiêu hóa. Chứ phải rối loạn tiêu hóa. Mà cô y tá, cô đang đầu có coi phone, chắc là vũ móng tay rồi mà. Cái này là ruột rồi, tới khác đi xin chạy qua. Dạ con xin lại má, dạ con bị rối loạn tiêu hóa thôi. Chúng tôi sẽ trở lại phần 2 của chương trình. Khi bạn để ý đến từng chi tiết, bạn đặt ra một tiêu chuẩn mới. Chiếc Lexus ES 2023 thiết kế theo nhu cầu của bạn. Được 1.500 đồng tiền thưởng thuê dài hạn cho chiếc 2024 ES 300 Hybrid. Ghi danh để bảo vệ sức khỏe của quý vị. Ghi danh để bảo vệ sức khỏe gia đình của quý vị. Bảo hiểm sức khỏe hiện đã có giá phải chăng hơn nhờ vào luật mới. 4 trong 5 khách hàng có thể tìm được bảo hiểm chỉ 10 đồng một tháng hoặc ít hơn. Gọi 1-800-318-2596 ngay hôm nay. Keiko Fukuden là sản phẩm duy nhất của Nhật Bản. Kết hợp Fukuden tinh khiết hàm lượng cao nhất, chiết xuất từ các loại rong nâu của vùng biển Okinawa với nấm Agaricus và đông trùng hạ thảo quý hiếm. Keiko Fukuden có công dụng hỗ trợ điều trị ung thư, thúc đẩy tế bào ung thư tự chết, ngăn chặn tế bào ung thư hình thành mạch máu mới, giảm tác dụng phụ của hóa trị và xạ trị,
tăng cường hệ miễn dịch, điều hòa huyết áp, giảm hàm lượng cholesterol trong máu, cải thiện các điều kiện bất lợi trong đường ruột và hệ tiêu hóa, tăng cường chức năng gan, chống thiếu máu, ngăn ngừa quá trình lão hóa. Keiko Fukuden đã được cấp bằng sáng chế tại Nhật Bản, châu Âu và Mỹ. Keiko được đánh giá với hàm lượng cao nhất hiện nay. Mekabu 160mg, Mojuku 80mg, Agaricus Powder và Mycelium Powder 40mg, Cordyceps sinensis Powder 10mg. Mekabu và Mojuku là hai thành phần chính để tạo nên Keiko Fukuden. Hai thành phần này được người Nhật Bản biết đến với giá trị cao nhất. Keiko Fukuden đang được bán tại đài quê hương giá 250 Mỹ Kim một hộp 120 viên, uống trong 4 tháng. Xin quý vị gọi cho đài quê hương 408-645-5575 hay 408-645-5580. Thưa quý vị, trở lại phần 2 của chương trình thì có một cái bài báo trên báo VN Express là nghi can bỏ trốn khai chi 35 tỷ đồng chạy án cho cựu thiếu tướng Đỗ Hữu Ca. Dạ, tôi đang có bài đó đây, vượt qua tiêu ca. 4 lần đưa tiền chạy án 35 tỷ đồng cho thiếu tướng Đỗ Hữu Ca thì cái chuyện mà đưa hối lộ thì nó dài dòng lắm. Nhưng mà đưa tiền cho ông ấy, ông không làm được việc. Người ta tới người ta đòi lại. Ông đuổi về. Sau 4 lần đưa tiền đến gần trước Tết Nguyên Đán 23 thì ông Đức, tức là người mà chạy án đó, cùng vợ đến nhà ông Ca tại huyện Thủy Nguyên để hỏi kết quả chạy án. Ông Ca nói là lo xong việc ở công an Hải Phòng rồi, còn ở công an Quảng Ninh thì nhờ người đàn ông tên Giang. Nếu cần thì ông Ca sẽ bố trí cho vợ chồng ông Đức sang Quảng Ninh đi gặp ông Giang và bảo rằng là cứ yên tâm về nhà ăn Tết, không phải lo lắng gì cả. Vợ chồng ông Đức sau đó không sang Quảng Ninh gặp ông Giang, không bỏ trốn nữa mà quay về Hải Phòng bởi vì có người bảo kê rồi, ăn Tết sinh hoạt bình thường. Nhưng mà sau này thì lại bị bắt và tới đòi tiền lại thì không trả, đuổi về. Đó. Mà thưa quý vị, cái ông Ca này đó, ông không phải là đương chức, đã nghỉ hưu từ lâu, các mối quan hệ không nhiều, không còn khả năng chạy tội, tại vì tức là bào chữa như vậy đó. Nhưng mà ông khẳng định là chưa tác động, chưa dùng 35 tỷ đồng để chạy tội, ông nộp lại số tiền này. Thưa quý vị, anh chưa dùng, nhưng mà anh nhận tiền là anh có tội rồi. Nó không có đơn giản như thế. Nhưng mà chúng tôi thấy là người dân người ta nói là chà, anh đọc tới đó là tôi biết là lần trước tôi nói tôi là người ngây thơ, là bây giờ tôi nghĩ không, là không, tôi không, là người số 1, còn anh là người số 2. Không phải, tôi nói chưa hết là cái người mà gửi email chúng tôi ý kiến rất là hay. Tướng Ca 35 tỷ, chắc là tướng xô, chắc là nhiều tiền hơn nữa. Bởi vì cái xô nó to hơn cái ca. Thế này. Và thưa quý vị, Bây giờ ông Ca, yeah, ông yeah. Bây giờ ông bị bắt. Ông bị bắt rồi. Và người ta buộc ông vào cái tội đang điều tra, cái tội nhận hối lộ. Nhà này chiếm đoạt tiền bạc, chứ không phải hối lộ. Tại vì ông không được quyền đó. Ông nhận tiền mà không làm gì cả. Ok. Thì trước hết kể về công về tội thì cái đó nó không hay. Cái chỗ điểm thứ nhất là ông nhận mà không hối lộ cho những người khác, như vậy là đỡ làm hư cán bộ, cái đó là phải tuyên dương, anh thấy không? Nhận tiền đó nhưng mà không có đến cho người khác, không có dùng cái tiền đó mà hối lộ làm hư cán bộ. Mình tôi chịu thôi. Và bây giờ đó nó lòi ra cái chuyện này. Như vậy chúng ta vừa nói một cái là ông nói ông không dùng, không làm gì cả mà ông chưa tiền còn nguyên. Ông sẽ nguyên trạng, ông sẽ để lại, ông trả lại 35 tỷ cho nhà nước, xung vào công quỹ hoặc là qua đại bạc. Thì tôi nói thiệt với anh, cái này từ cái hồi mà Bắc Trọng đó, có cái vụ mà nộp lại cái tiền đó, để mà được giảm án, khắc phục hậu quả đó, vân vân và vân vân. Thì nó nói là cái là tại sao có tiền sẵn như vậy? Nhiều người ta sẽ nghĩ là ông có 35 tỷ phải không? Thì ông sẽ dùng tiền ông mua cái này, ông mua cái kia, hay ông để dành cái này cho kia. Nhưng mà không, thực sự cũng vậy. Thì những tiền nó còn nguyên mà ông. Cái vấn đề là bây giờ cái bài báo sau đây nó sẽ cho thấy nó có cái mặt trái của xã hội. Tức là chỉ là một vụ thôi, ông này ông ăn rất là nhiều vụ rồi.
Đương nhiên rồi. Cái này nó chỉ là một vụ cái số tiền dư tiền lẻ đó, tiền lẻ để xác nhận nhà lộ ra thôi. Khối tài sản khủng, đây là báo Tuổi Trẻ nha, không phải là báo của Hoàng Tuấn, không phải là báo Nguyên Khôi nha. Khối tài sản khủng của gia đình cựu giám đốc công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca có từ đâu? Bây giờ người ta mới khám nhà mà người ta mới rồi tôi cũng có bài báo đó đó. Đến nay Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã hoàn tất cáo trạng truy tố ông Đỗ Hữu Ca, cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cái đó là khác, không có tham nhũng cái hối lộ tại ông hết chức rồi. Quy định tại điểm A khoản 4 điều 174 Bộ luật hình sự. Bên cạnh đó, công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục xác minh về việc không thực hiện kê khai đóng thuế thu nhập cá nhân từ các hoạt động đầu tư kinh doanh dự án bất động sản. Theo đó, cơ quan điều tra công an tỉnh Quảng Ninh đã khám xét khẩn cấp chỗ ở của ông Ca tại hai địa chỉ gồm có số nhà 24 gì đó, rồi tổ dân phố Kiều Sơn, phường Đăng Lâm, quận Hải An và căn nhà tại xã Kinh Giang, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Tại hai nơi này, cơ quan chức năng đã tạm giữ nhiều đồ vật tài sản là tiền Việt Nam, đồng, ngoại tệ, chắc là đô la, chứ chắc cũng không có xài, chứ không xài tiền Liên Xô đâu, phải không xài tiền Nga, không xài Trung Quốc đâu, phải không? Các trang sức kim loại màu vàng. Ui giời. Nó là kim loại màu vàng, như này chưa biết là nó là cái thứ gì. Anh đừng có vội vàng. Vì có thể là kim loại nó màu vàng mà chưa chắc như anh nghĩ nó là vàng cây, vàng miếng hay là vàng gì. Nó chỉ kim loại màu vàng. Kim loại màu vàng. Để mai mốt mình có thay đổi nó dễ. Lúc mà theo chồng các đồng chí với công an mới khám phá ra thực sự đó là đồng những cái cục sắt được sơn màu vàng. Thì đúng là kim loại màu vàng á, con biết. Hay là những cái cục bằng đồng. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất mang tên Đỗ Hữu Ca của vợ là VTL và các cá nhân khác. Sổ tiết kiệm cũng mang tên VTL và các cá nhân khác. Tại cơ quan điều tra, bị can Đỗ Hữu Ca cùng với vợ là bà VTL 66 tuổi cho biết số đồ và tài sản nói trên có được là nhờ tiết kiệm từ tiền lương trong quá trình công tác trong lực lượng công an. Hay nhỉ, điểm tiết kiệm đó đang chi dùng trong gia đình đổi lương thì không bao nhiêu. Như thế mình phải cho nhân dân học tập chứ. Cũng như bố mẹ để lại. Mấy bố mẹ mà ông Đỗ Hữu Ca làm nghề gì ngày xưa mà cái thời chiến tranh, ông bây giờ chắc cũng khoảng 70 rồi. Bố mẹ ông chắc vợ ông đã 66 rồi. Quà lễ Tết của các đơn vị và từ việc kinh doanh dự án bất động sản của hai vợ chồng đấy. Không cần phải nói gì. Dạ thì thưa với anh là như thế này. Sao? Tôi có cả cái hình nhà của ông ấy. Cái cổng trời nó như là một cái lấm lốp, là biệt thự cho mấy cái nhà. Và thưa quý vị, ông ấy là tướng công an. Dĩ nhiên ông phải là đảng viên cao cấp. Ông đã học tập là gương của bác, rồi là ông được đảng là đào tạo huấn luyện dạy dỗ. Mà ông hay có một chỗ là ông là người liêm chính. Công an đảng viên tới mức độ đó mà tiết kiệm thôi. Thế mà là nhà là có những kim loại màu vàng. Rồi là tài sản khủng. Và thưa quý vị, khi chúng tôi nhìn cái nhà của ông á, cái này là cái biệt thự, cái cổng thôi đấy nha. Thưa quý vị, ở xứ Mỹ này, chúng tôi đang ở thành phố San Jose, vùng ta gọi là Silicon Valley. Chúng tôi biết những người á, làm mức lương mà trên 100.000, cho tôi cho hai vợ chồng đi ha. Hai người đều làm trên 100.000, tức là hai vợ chồng thu nhập một năm là trên 200.000. Không, mơ cũng không có cái cổng như thế này. Không có được cái cổng như thế này đó. Thế mà người ta làm việc là mình cực lực đó nha. Biết là trên 100.000 hai vợ chồng trên 200.000 người ta cũng sẽ sợ. Thế mà không có được cái cổng như thế này, cho nên anh thấy từ đó chúng ta thấy rằng là cái người cộng sản á, giỏi hơn tư bản ở chỗ đó. Ông ấy làm công an, ông làm cho nhà nước, ví như bên này làm chính phủ. Thế mà ông ấy có kim loại màu vàng, tiền tiết kiệm và cái nhà của ông, cái cổng của ông á, thưa quý vị, trời, chúng tôi nhìn đó, ở bên này chúng tôi nằm mơ không có, ở đây mà cái vùng chúng tôi đang sống này có được một cái nhà. Tại vì đất này mắc lắm, thưa quý vị, nhà cửa ở San Jose và San Francisco thì nó rất là mắc. Thì bây giờ chúng ở San Jose là rẻ gì cũng phải 1 triệu một căn, còn hơn là hơn. Thì mà những cái nhà đó so với cái này nó chả nhầm nho gì cả. Cái cổng của ông này chúng tôi nằm mơ cũng không thấy được. Và anh tính 35 tỷ. 1 tỷ đó, nếu mà tính ra tính cho nó dễ đó, khoảng 50.000 đô. 10 tỷ đó là 500.000 đô. 30 tỷ đó là 1.500.000, mà 35 tỷ, thưa quý vị, nhận gần 2 triệu đô la. Thưa quý vị, ở đây những người đi làm
như chúng tôi nói đó, ở cái mức độ như vậy đó thì không thể nào có được cái nhà cái cửa như thế này, và thường thường phải lại phải đi mua vé số nè, nó mong cho nó trúng số. Cái vấn đề là nó thối nát như thế này mà cứ mở miệng ra là dạy dỗ dân, dạy dỗ dưới sự lãnh đạo của Đảng, tài tình của Đảng, minh bạch rồi công khai rồi đấy, đốt lò rồi đủ mọi thứ cả, mà cho hề những trò hề mà tài sản khủng nha. Thưa quý vị, ở Việt Nam bây giờ đến lúc mà bây giờ sẽ lại khai là đấy là quà lễ Tết của các đơn vị như thế là lễ Tết. Nhưng mà tính nghĩ đó rồi đồng chí Đỗ Hữu Ca là nhiều khi cái anh ca này anh làm tầm 7 tầm 3 thì bởi vậy người ta nói ông, cho nên nếu bây giờ truy ra ông xô đó thì nhiều tài sản ông lớn hơn nhiều. Ông này mới ca thôi mà. Đấy là chuyện của ông ca. Còn bây giờ là giám đốc văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Hậu Giang bị bắt. Chúng tôi đã hứa với quý vị là mỗi tuần chúng tôi cố gắng trong tiết mục một lần hai lần chúng tôi nhắc đến cái liệt kê cái những cái danh sách của những đồng chí mà mới được bên này nó gọi là list mới nhất. Giám đốc văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Hậu Giang bị bắt, ông Lê Phước Nhàn giám đốc văn phòng đăng ký đất đai Hậu Giang bị cáo buộc tiếp tay cho doanh nghiệp chuyển nhượng 3.500 m² đất mà ủy ban nhân dân tỉnh cho thuê, từ ông biến hóa làm sao đó tình cho từ đất của tỉnh biến hóa biến ra cái là đất tư nhân hay cái đó giỏi. Bây giờ bị đi tù. Ông tên ông Nhàn hả? Ông Nhàn thì đúng, bây giờ ông đúng tên Nhàn rồi, Lê Phước Nhàn. Thì ông giờ, Phước thì giờ ông Nhàn rồi, muốn thủ năm ông Nhàn rồi khỏi phải lo lắng gì cả. Rồi bây giờ thì có một cái chuyện này chúng tôi cũng thắc mắc về vấn đề kiểm lâm, là ở Bình Định á, xã ở huyện Vĩnh Thạnh Bình Định thì có một khu rừng phòng hộ ở trong xã nha, có 165 cây sao đen và 62 cây keo được trồng hơn 15 năm bị cưa hạ trái phép, diện tích là trên 1 mẫu. Thì người ta nói đây là phải đưa vô tội hình sự bởi vì cái diện tích nó lớn đó. Qua xác minh thông tin ban đầu của các cơ quan chức năng huyện Vĩnh Thạnh, diện tích rừng bị phá nói trên do một hộ dân ở xã Vĩnh Thuận gây ra để lấy đất trồng rừng. Thì chúng tôi thắc mắc là nó rừng nó đang có mà một hộ dân mà cứ lấy đất trồng rừng thì nó có một cái gì đó nó sai sai. Cái thứ hai đó là ở một cái địa ở xã thì cái vùng đất nó không có lớn mà nó tới hơn 1 mẫu mà tới 165 cây sao đen đó nha, 62 cây keo bị cưa hạ mà kiểm lâm không biết, tới khi nó xong rồi đó giờ kiểm lâm mới xử. Trồng có một cây à mà hết chủ tịch rồi là bí thư gì các thứ là trò hề đánh trống la làng rồi đăng báo rồi đem truyền hình rồi quảng cáo khắp nơi rồi bỏ lên mạng vân vân, mà bây giờ có một cây à, thế xuống mà trồng có một cây à, mà bây giờ bao nhiêu mẫu, bao nhiêu cây? 165 cây sao đen, 62 cây keo, trồng đến bao giờ nó mới được cái cây lớn? Bây giờ cây lớn là nó đốt trong mấy trồng giờ. Cái một hộ dân này thì thật sự chúng tôi không biết là cái người này là ăn gan trời hay sao mà tự một hộ dân mà dám đi cưa 165 cây sao đen, 62 cây keo trong 15 năm, mà trong khi đó ở một cái địa phận là cái xã thôi mà kiểm lâm không biết, cho tới nó cưa xuống hết rồi bây giờ mình đem là mình xử lý. Mà đây là rừng phòng hộ nha, trồng 15 năm tuổi. Ủa như thế thì cái rừng phòng hộ nó như thế mình kiểm lâm mình không có bảo vệ được thì còn ở trên đường Trường Sơn á, đường mòn Hồ Chí Minh bây giờ nó cây cỏ nó mọc ra là đường đó. Thế thì sao mình phòng hộ được anh? Thế thì mình giữ gìn cái gì? Rồi lỡ mà cái tụi mà cái bọn phản động rồi cái bọn nó làm chuyện xấu, nó tàn trữ vũ khí trong rừng rồi nó chống phá cách mạng, rồi làm sao mình biết? Tôi không hiểu. Kết thúc cho chương trình ngày hôm nay, chúng tôi có món quà. Người ta nói là ngày xưa là có cái gì dân đảng người đó phải có quà dân đảng mà. Tôi có món quà này để dâng cho đảng, đặc biệt là dâng cho đồng chí tổng bí thư, đồng chí chủ tịch nước, đồng chí thủ tướng. Bản tin như sau: báo Dân Chí nhức nhối nữ sinh đại học bán dâm tiền triệu, tưởng xa xôi nhưng rất gần. Trong nhiều đường dây, cái này chúng tôi đọc nguyên văn nha, không thêm không bớt. Trong nhiều đường dây mua bán dâm, đối tượng sinh viên trường đại học được nhắc đến trong vai trò là gái bán dâm và cả môi giới mua bán dâm. Và chữ sau cùng rất là quan trọng: không hề hiếm. Thưa quý vị, nếu mà những cái tin này nó ra, tức là chỉ nói chúng tôi có đọc những tin này,
Nhưng mà nếu chỉ ra cá lẻ thôi phải không ạ, một vài trường hợp cá biệt thôi, đặc biệt mình nghĩ ồ một vài em không tốt, con sâu đầm đầu rồi các vân vân, thưa quý vị, báo đăng nhá, báo nói rõ là không hề hiếm, tức Việt Nam không hề hiếm, thì nó có nghĩa là lan tràn, nó đầy khắp nơi, thưa quý vị. Đó là món quà mà chúng tôi xin dâng lên Đảng Cộng sản Việt Nam, dâng lên cho các ngài bí thư, các ngài chủ tịch nước, các ngài thủ tướng trong chương trình đọc báo ngày hôm nay. Chào tạm biệt quý vị.